ổ điện sạc điện thoại Vigear, tất cả những gì bạn cần từ một chiếc ổ điện với thiết kế dạng vuông thông minh và tinh tế, tiết kiệm không gian, dây nối dày dặn, chiều dài 2,5m tiện dụng, đặc biệt có tính năng sạc điện thoại Vigear VG02 và VG03, sạc nhanh cho iPhone chuẩn PD 20W, có thể sạc 3 thiết bị cùng lúc, ưu đãi tặng cáp sạc đặt chuẩn MFI hoặc cáp sạc Samsung bọc máy cho người xem hiểu rõ trong 5 phút ngay dưới phần bình luận. Xin chào và chào mừng các bạn đến với video cập nhật chiến sự Ukraine trực tiếp trên bản đồ thứ bảy ngày 25 tháng 5. Trong video này chúng ta sẽ cùng thảo luận về những diễn biến mới nhất vừa xảy ra tại Ukraine trong 24 giờ qua theo giờ địa phương. Bắt đầu với tiền tuyến Kharkov, chúng ta nhận được tin tức cho biết trong hôm qua, quân đội Nga đã thực hiện một đợt tấn công tên lửa quy mô nhắm vào toàn bộ thành phố Kharkov. Một vài video cho thấy thương vong cùng với các thiệt hại sau những vụ nổ cũng đã được đưa lên. Phần lớn mục tiêu của quân Nga nhắm vào đến các địa điểm tập hợp lực lượng của quân đội Ukraine, đồng thời nhắm vào các đợt quân đang trên đường di chuyển đến Lviv để viện trợ. Nhắc đến Lviv, tiếp tục là một ngày nữa mà chúng ta không nhận được dù chỉ là một tin tức ở thành phố này để ta có thể xem điều gì đang diễn ra. Thứ duy nhất mà chúng ta có là thông báo từ Bộ Quốc phòng Nga. Nếu như bạn chưa biết, trong giai đoạn trước của cuộc chiến, các thông báo của Bộ Quốc phòng Nga thường sẽ ghi là lực lượng đã thành công mở rộng phạm vi kiểm soát lên thêm 100-200m và ở cuối video thì họ luôn ghi bổ sung là ngoài ra còn đã thành công đẩy lùi các đợt phản công của người Ukraine ở khu vực này, khu vực kia. Đối với những bản báo cáo trong 5 ngày vừa qua, hầu hết những đợt tấn công mà quân đội Nga đẩy lùi là ở hai khu định cư Lukyansk và thành phố Vyacheslav. Tuy nhiên hôm nay, kể từ lần đầu tiên chiến dịch Kharkov được kích hoạt, người Nga thông báo đẩy lùi thành công đợt phản công của quân đội Ukraine ở khu vực lân cận Holyoke. Mình sẽ không đưa ra bất kỳ kết luận gì, mà mình chỉ nói là có khả năng là quân đội Ukraine hiện tại đã tập hợp được một cơ số quân lực nhất định. Vì thế quyết định sẽ phản công nhắm đến Holyoke theo một mũi tấn công như thế này. Đồng nghĩa với việc quân đội Nga lúc này đang ở trong trạng thái phòng thủ, hoàn toàn có thể chuẩn bị đối chọi lại những đợt công kích của kẻ địch. Mình không có bằng chứng gì cho điều mình sắp nói, nhưng linh cảm đang mách bảo mình rằng quân đội Nga thực sự đã không còn khả năng tấn công trong giai đoạn này nữa, vì số lượng quân binh Ukraine đang được đưa đến mặt trận này giờ đã là quá nhiều. Do đó người Nga mới quyết định sẽ chuyển sang trạng thái phòng thủ với mục tiêu là giữ vững vị trí, đồng thời tiêu hao lực lượng của kẻ địch. Trong báo cáo của Bộ Quốc phòng Nga thì hôm nay quân đội Ukraine vẫn tổn thất rất nhiều. Vậy nếu như việc này tiếp tục kéo dài, đến một lúc nào đó mà người Ukraine thương vong khoảng vài nghìn quân binh ở mặt trận này thì khả năng cao lúc đó người Nga mới nghĩ đến việc sẽ tiếp tục phát động tấn công như thế nào. Còn hiện tại thì chưa. Di chuyển về phía đông đến thành phố Vyacheslav, chúng ta có được tin tức cho biết quân đội Ukraine đã thành công khôi phục đập nước trắng ngang qua dòng sông Severodonetsk-Donbass. Đây chính là đập nước bị quân đội Nga công kích vào trong ngày 11. Quay trở lại ngày 11, đây là video cho thấy người Nga dội hỏa lực vào và gần như đã khiến cho đập nước này bị phá hủy hoàn toàn. Sau đó chúng ta còn có các bức hình được chụp từ vệ tinh. Chúng ta thấy có sự khác biệt trước và sau khi con đập bị tấn công. Như bạn có thể thấy, có một cái lỗ nằm ở ngay giữa đập. Và đến hôm nay thì vẫn là bức hình được chụp từ vệ tinh. Nó cho thấy đập nước đã được người Ukraine khôi phục hoàn toàn. Công tác sửa chữa của họ thực sự khá nhanh, chỉ loanh quanh hơn 10 ngày. Tất nhiên khi biết được điều này thì chắc chắn quân đội Nga sẽ dội hỏa lực vào con đập một lần nữa vì họ cần phải giảm thiểu khả năng hậu cần của quân đội Ukraine. Hoặc cũng có thể là người Ukraine đã thành công gia cố khu vực này với hàng loạt hệ thống phòng không. Điều này chúng ta chưa thể biết, vậy nên hãy chờ đợi các tin tức mới. Di chuyển đến thành phố Vyacheslav, trong hôm nay chúng ta nhận được rất nhiều video mà nhờ đó chúng ta đã xác định ra được chính xác khu vực giao tranh hiện tại đang xảy ra ở khu vực nào. Quân đội Ukraine vẫn đang kiểm soát khu vực thành lũy, là khu vực với nhiều cao ốc nhất ở phía bắc thành phố. Đây cũng là khu vực mà quân đội Nga muốn giành lấy. Họ dội hỏa lực vào đây bằng bom FBB, bom nhiệt áp ODAB và cả hệ thống nhiệt áp hạng nặng TOS cùng với bộ binh. Tuy nhiên đến giờ thì hàng rào phòng thủ của quân đội Ukraine ở đây vẫn chưa bị xuyên thủng. Người Ukraine đang kiểm soát được tình hình và chắc chắn là họ sẽ không bỏ cuộc lúc này. Chúng ta còn có một video được quay lại từ trên cao cho thấy khung cảnh hiện tại ở thành phố. Như bạn có thể thấy, hầu hết những công trình đều đã bị phá hủy. Đây cũng chính là khu vực mà quân đội Nga hiện đang chiếm giữ. Còn ở góc trên bên trái chính là khu vực thành lũy. Các tòa nhà vẫn còn khá nguyên vẹn, chứng tỏ vẫn còn rất nhiều chỗ để cho người Ukraine dựa dẫm và phòng thủ. Khu vực phía đông thành phố thì chúng ta cũng có một video được đưa lên từ phía quân đội Ukraine. Các quân binh Ukraine này đang phản kháng lại một đợt đẩy đến từ quân đội Nga, xác minh sự hiện diện của người Ukraine ở đây. Tổng kết lại, những video vừa rồi đã giúp cho chúng ta hiểu rõ hơn phạm vi chiến tuyến, đồng thời cũng nắm bắt được chính xác quân đội Nga hiện đang chiếm được những khu vực nào và quân đội Ukraine thì còn đang giữ được khu vực nào. Đối với khu vực phía nam, video đầu tiên cho thấy một quả bom ODAB 1500 của quân đội Nga nhắm vào một tòa nhà.
đây là đợt tấn công đã diễn ra cách đây vài hôm. Chúng ta đã cùng xem video về nó, còn đây chỉ là từ một góc quay khác mà thôi. Video thứ hai được ghi nhận dịch một chút xuống phía nam, vẫn là ODAB-1500. Lần này thì người Nga nhắm vào một điểm tập hợp quân binh hay kho chứa gì đó của quân đội Ukraine. Ngoài ra chúng ta còn có một video nữa cho thấy quân đội Nga săn lùng các phương tiện của quân đội Ukraine. Người Nga có rất nhiều đồ chơi ở mặt trận này, từ UAV cảm tử Lancet cho đến máy bay không người lái, rồi cả bom hàng không, pháo binh và cả bộ binh. Xét về độ đa dạng thì họ chẳng thiếu thứ gì. Có chăng vấn đề duy nhất của họ hiện tại chỉ là nguồn tài nguyên của họ không phải là vô hạn mà thôi. Sở chỉ huy Nga quyết định sẽ dùng một số lượng quân nhất định cho chiến dịch này. Hiện tại thì nó mới chỉ loanh quanh khoảng 50 đến 60.000 binh lính, tức là còn chưa cán mốc 100.000. Trái ngược với quân đội Ukraine khi họ còn chả thèm đếm. Vì thế ngày nào cũng đưa thêm hàng tá quân chi viện đến mặt trận này. Và giờ thì sắp sửa phản công ở Lipsy và thậm chí là ở cả Volchansk. Do chúng ta có tin tức cho biết hoạt động tập hợp lực lượng ở Bily Kolodiak của người Ukraine đã hoàn tất. Họ đang dục dịch phản công nhắm vào mạn sườn phía đông thành phố Volchansk. Đây sẽ là mối đe dọa lớn cho quân đội Nga nếu như quân đội Ukraine đạt được mục tiêu. Hiểu được tính chất nghiêm trọng của vụ việc, người Nga trong những ngày qua đã cố gắng phá hủy rất nhiều cây cầu ở mặt trận này. Nếu như mình nhớ không lầm thì là 4, để từ đó họ giảm thiểu khả năng vượt sông và phát động phản công từ phía người Ukraine. Di chuyển đến tiền tuyến Kupiansk, tin tức đầu tiên chúng ta có là vào sáng hôm nay cho biết quân đội Nga đã thành công tiến vào khu định cư có tên Ivanivka. Tuy nhiên có vẻ như đây chỉ là một đợt do thám hay gì đó, vì ngay sau đó có tin tức khác cho biết lực lượng Nga đã quyết định rút lui, và phải đến trước khi mình làm video này thì mới có một tin tức nữa cho biết là quân đội Nga đã phát động tấn công và thành công chiếm đóng toàn bộ khu định cư. Đối với Brestovo thì chúng ta cũng có thông tin cho biết quân đội Nga kiểm soát hoàn toàn thị trấn. Riêng đối với tin tức này thì chúng ta sẽ thảo luận kỹ về nó hơn trong bản cập nhật lần sau. Di chuyển đến mặt trận Siversk, dựa theo nhiều mapper thì quân đội Nga hiện đã mở rộng được phạm vi kiểm soát ở khu vực phía tây nam Spine. Và chúng ta cũng có video xác minh cho điều này. Nội dung của video là quân đội Ukraine sử dụng máy bay không người lái để tấn công vào các quân binh Nga cũng như là các kho đạn dọc theo hàng cây. Vậy là có vẻ như người Nga đang muốn chia khu vực này làm hai phần để từ đó giải quyết từng phần một. Ví dụ như là di chuyển dọc theo các hàng cây ở đây để đánh vào Ivano-Darivka chẳng hạn. Spine cũng không tránh khỏi các đợt tấn công. Quân đội Nga vẫn đang liên tục sử dụng máy bay không người lái để săn lùng các vị trí của quân đội Ukraine ẩn nấp bên trong khu định cư và các dãy trên hảo. Ta không thể nói trước được điều đó, nhưng có vẻ như Spine cũng đang là một trong những mục tiêu của quân Nga trong giai đoạn này. Nói nhanh về Vasilkivka, đây là một khu định cư rất thú vị. Có lúc thì người Nga đẩy tần suất hoạt động quân sự của họ ở đây lên rất cao, nhưng cũng có những lúc mọi thứ lại yên ắng đến lạ thường. Đến hôm nay thì người Nga quyết định sẽ lại đẩy mạnh một lần nữa. Chúng ta có video cho thấy tổng hợp rất nhiều thứ từ họ, ví dụ như là máy bay không người lái, dựa hỏa lực cho đến tấn công trực diện. Nói tóm lại, có thể là người Nga cũng đã có ý định dấn sâu hơn ở khu vực này. Di chuyển đến Chasivya, như thường lệ chúng ta vẫn có rất nhiều tin tức. Tuy nhiên không có tin tức nào xác minh quân đội Nga hiện tại đã vượt qua con kênh thành công. Vì thế tạm thời chúng ta sẽ để khu vực này là vùng xám cho tới khi nào có được thông tin chính xác. Dù sao thì người Nga vẫn đang trong quá trình dọn dẹp khu vực phía tây thành phố. Nhiều mapper cho biết họ đã chiếm được thêm vài km vuông đất nữa ở khu vực phía tây bắc khu dân cư Khanan. Đây là khu vực chỉ có các công trình thấp tầng. Đối với khu vực phía đông thì người Nga cũng giành được một vài tòa nhà, và điều quan trọng hơn cả là phạm vi dội hỏa lực của họ đang dịch chuyển dần về phía tây. Điều này xác nhận cho chúng ta rằng quân đội Nga đang ngày càng tiến sâu hơn ở khu vực này. Di chuyển xuống khu vực phía dưới, Bộ Quốc phòng Nga trong hôm qua đưa ra thông báo cho biết quân đội Nga đã thành công giành lại toàn bộ khu định cư có tên Andriivka. Đây là khu định cư mà người Nga đã để mất trong giai đoạn chiến dịch phản công lớn nhất của quân đội Ukraine. Nhiều nguồn tin còn cho biết, thậm chí lúc này lực lượng Ukraine còn đã rút lui hết khỏi vị trí này của con kênh. Có chăng chỉ còn một vài đơn vị an ninh phía sau ở lại để đảm bảo an toàn. Đối với tin tức này thì mình cũng không thể xác định được tính chính xác của chúng vì tình hình hiện tại đang rất phức tạp. Theo như mình hiểu thì quân đội Ukraine vẫn còn một vài các trận địa công sự và chiến hào nữa nằm rải rác ở khu vực này. Vì thế khả năng cao họ sẽ dựa vào chúng để làm phòng tuyến tiếp theo, chứ không phải là rút hẳn về phía con kênh như các kênh tin trên thông báo. Trong hoàn cảnh này, làm chậm chân người Nga thêm một ngày cũng có thể được coi là một chiến thắng cho người Ukraine. Nói qua về New York, quân đội Nga tiếp tục dội hỏa lực ở khu vực này. Tuy nhiên, chúng ta chưa thể xác định được xem mục tiêu thật sự của người Nga ở đây là gì. Dù sao thì sớm hay muộn, họ cũng sẽ phải kích hoạt chiến dịch nhắm vào New York hay Torres. Vậy có thể họ đang muốn làm nó ngay lúc này. Di chuyển đến tiền tuyến Adivka, quân đội Nga tiếp tục mở rộng phạm vi kiểm soát của họ ở khu vực lân cận Ocheratine.
Nếu như bạn theo dõi các mapper khác thì có thể thấy họ đã để toàn bộ khu vực phía bắc Ocheratene thành màu đỏ. Tuy nhiên, đến hôm nay thì chúng ta có video cho thấy quân đội Nga mới chỉ tiến vào các dãy chiến hào ở khu vực này để cạnh tranh mà thôi. Vì thế hiện tại ta sẽ chưa vội thay đổi hệ thống bản đồ. Dịch xuống phía dưới, quân đội Nga tổ chức một vài đợt tấn công về phía Novopokrovskoye và họ đã thành công dấn sâu hơn, đồng thời ép lui quân đội Ukraine về phía khu định cư, nơi mà những quả bom FBB-250 và FBB-500 của người Nga cũng đang trực chờ sẵn, chỉ đợi được thả xuống. Tình hình chưa thể khá hơn cho người Ukraine, họ giống như đang ở bên trong một cái túi hỏa lực do không thể sơ tán được lực lượng, đặc biệt là phương tiện, vì hầu hết những cây cầu bắc ngang qua dòng sông ở khu vực này đều đã bị quân đội Nga phá hủy trong giai đoạn trước. Dựa theo nhiều mapper thì quân đội Nga đã chính thức chiếm đóng toàn bộ Netalove. Khả năng cao là trong một vài ngày nữa thì Bộ Quốc phòng Nga cũng sẽ đưa ra thông báo. Mình cảm giác như đây là một cách truyền thông của người Nga. Thay vì thông báo họ đã chiếm được 30 khu định cư chỉ trong vòng một ngày, thì họ sẽ dàn đều ra 30 ngày và mỗi ngày cho biết quân đội Nga đã chiếm được một khu định cư mới. Điều này sẽ làm cho chúng ta có cảm giác rằng ngày nào quân đội Nga cũng gặt hái được những chiến thắng trên chiến trường. Di chuyển đến Krasnorivka, cuối cùng chúng ta cũng có được video xác minh việc quân đội Nga hiện tại đã chiếm được một khu vực nữa như thế này ở phía đông thành phố. Video này được đăng tải từ phía quân đội Ukraine. Ở phía tây thì chúng ta cũng có những tin tức rất thú vị. Video này cho thấy một vài chiếc xe bọc thép và xe tăng của quân đội Nga bị phá hủy. Chúng đã được xác minh vị trí, vì thế khả năng cao là sau một khoảng thời gian tạm dừng tác chiến tương đối lâu thì trong hôm qua người Nga đã kích hoạt lại những đợt tấn công trực diện của họ. Mà đã là tấn công trực diện thì ít hay nhiều họ cũng sẽ phải nhận những tổn thất nhất định. Dựa vào video này thì nhiều mapper cũng đã cập nhật lại hệ thống bản đồ của họ cho thấy người Nga mở rộng phạm vi kiểm soát lên thêm một vùng như thế này. Nếu như đúng thì tất nhiên rồi, đây sẽ là một bước tiến lớn cho người Nga và hơn nữa điều quan trọng là khoảng trống tác chiến đã được mở ra cho họ. Nếu như bạn hỏi ý kiến của mình thì mình cho rằng quân đội Nga lúc này không nhất thiết phải tiến công thẳng về phía bắc Krasnorivka nữa mà họ có thể lựa chọn đi vòng về phía tây theo một mũi tấn công như thế này để tìm kiếm cơ hội tiếp cận các con phố ở đây. Nếu như chiếm được chúng thì lúc đó lực lượng Ukraine ở Krasnorivka tự động sẽ phải rút lui để tránh bị bao vây, giống như trường hợp ở Adiska hay Klitschka. Tổng kết lại, mình nghĩ người Nga sẽ chọn một con đường dài nhưng an toàn hơn so với một đường ngắn nhưng phải chịu nhiều tổn thất. Di chuyển đến Novomikhailivka, Lữ đoàn Không vận số 79 cho biết hiện tại 50% Krasnorivka đã thuộc về quân đội Nga, tức là một vùng lãnh thổ như mình đang vạch ra. Vậy là quân đội Ukraine chỉ còn một vài vị trí nhất định ở phía tây khu định cư. Cũng theo như những tin tức trên kênh Telegram của Lữ đoàn, quân đội Nga hiện giờ đã kiểm soát toàn bộ tuyến đường giao thông nằm ở giữa Kostiantynivka và Novomikhailivka. Nói cách khác là một khu vực như thế này. Chưa hết, họ còn cho biết giao tranh giữa cả hai phe hiện đang nổ ra ở khu vực ngoại ô phía đông nam Kostiantynivka, tức là ở khu vực này. Tổng hợp lại, cả ba đa giác mà mình vừa vẽ có thể chính là những gì mà quân đội Nga đã chiếm được trong vài ngày qua và giờ thì họ đã bắt đầu cạnh tranh cho những công trình đầu tiên dẫn về khu định cư. Ngoài ra, các kênh tin cho biết thời gian quân đội Ukraine chỉ sử dụng một cung đường hậu cần duy nhất, đó chính là cung đường này. Tuy nhiên, hiện tại nó đã bị máy bay không người lái của quân đội Nga kiểm soát hoàn toàn. Ví dụ như là video này, một phương tiện đang đi vào bên trong thị trấn, có thể là để sơ tán hay mang thêm đạn dược gì đó. Tuy nhiên, nó đã bị phát hiện và bị quân đội Nga phá hủy ngay lập tức. Nếu như chúng ta lùi thời gian về đầu tháng thì cũng có thể đếm được rất nhiều video được đưa lên dọc theo cung đường này, ít nhất là 5. Vậy với việc hoạt động sơ tán và điều binh bị gián đoạn thì chắc chắn sẽ dẫn đến sự sụp đổ phòng tuyến của quân đội Ukraine ở Kostiantynivka. Cuộc chiến cho khu định cư này sẽ kết thúc nhanh hơn Novomikhailivka rất nhiều. Di chuyển đến Staromayskoye và Orozhaneye, mình cùng với rất nhiều mapper khác đã thay đổi lại hệ thống bản đồ sau khi chúng ta có được video này. Quân đội tiếp tục phát động cùng một đợt tấn công với xe máy, số lượng rất nhiều và bạn cũng có thể nhìn thấy trong video. Họ di chuyển cực kỳ nhanh về khu vực phía bắc Staromayskoye và ít nhất đã tiếp cận được con phố nằm ngang này trên hệ thống bản đồ. Dựa theo bản đồ thì người Nga mới chỉ chiếm được khoảng 40% diện tích khu định cư này mà thôi. Tuy nhiên, nếu xét về mặt những công trình có giá trị thì 90% đã thuộc về họ. Giờ đây, việc duy nhất của quân đội Nga cần làm là dấn sâu và chiếm thêm một vùng lãnh thổ như thế này. Việc này vừa giúp cho họ cắt đứt cung đường hậu cần của quân đội Ukraine, vừa giúp cho họ biến khu vực phía bên phải nằm ở giữa hai dòng sông này thành một cái túi hỏa lực và bao vây quân đội Ukraine. Lúc đó thì người Ukraine sẽ có hai lựa chọn. Một là rút lui về phía Orozhaneye theo cung đường này và hai là rút lui về phía Makarivka theo cung đường này. Họ không có nhiều thời gian để quyết định mà sẽ phải quyết định luôn ngay trong đêm nay, nếu không thì sẽ bị quân đội Nga nhét vào bên trong một cái nồi hộp.
Tất nhiên, số lượng quân binh Ukraine ở khu vực này cũng không phải là nhiều, không tới vài nghìn mà chỉ khoảng vài trăm mà thôi. Đối với Uruzhyne thì quân đội Nga vẫn đang dội hỏa lực vào khu định cư này. Thế nhưng mình hiểu thì việc người Nga dừng tấn công trực diện ở Uruzhyne không phải là họ không đủ khả năng, mà là họ không muốn đánh rắn động cỏ. Tức là không muốn lực lượng Ukraine trấn thủ ở khu vực này quá hoảng sợ. Kế hoạch của người Nga sẽ là tìm cách giữ chân Ukraine ở Uruzhyne cho đến khi nào họ cắt đứt được cung đường tiếp tế ở Staromayrovsk. Ngay khi họ làm được điều này thì họ sẽ lập tức phát động một đợt tấn công bất ngờ nữa ở phía nam Uruzhyne để tìm kiếm cơ hội để chiếm được khu vực như thế này. Lúc đó thì khu vực nằm ở giữa sẽ là một cái nồi hầm, và vì lực lượng Ukraine ở đây chưa rút lui nên cái nồi hầm này sẽ cực kỳ nhiều thịt. Di chuyển đến Robotyne, quân đội Nga vẫn đang cố gắng mở rộng phạm vi kiểm soát của họ về phía các khu vực xung quanh Robotyne cũng như là các khu vực cánh đồng. Ta có tin tức cho biết người Nga đã mở rộng phạm vi kiểm soát lên thêm một khu vực như thế này. Ở đây có hai dãy chiến hào khá kiên cố. Ngoài ra, những đợt tấn công bằng máy bay không người lái của quân Nga trong hôm qua cũng đã được thực hiện. Họ nhắm vào các vị trí của quân binh Ukraine trong lúc đang di chuyển hoặc là đang rút lui về hậu phương. Đây là một điều rất quan trọng. Nếu như chúng ta lùi thời gian về đầu tháng thì có thể thấy tần suất mà quân đội Nga tấn công ở khu vực cánh đồng là nhiều đến như thế nào. Hàng trăm đợt tấn công máy bay không người lái cùng với pháo binh chứng tỏ rằng quân đội Ukraine đang phải chịu tổn thất cực kỳ nặng nề. Khi họ vẫn còn ở bên trong Robotyne thì con số tổn thất của họ không cao đến như vậy, nhưng giờ thì chúng đã gia tăng vì vị trí của họ chỉ còn là các khu vực đất trống với không có bất kỳ công sự nào che chắn. Sớm hay muộn người Ukraine cũng sẽ phải rút lui khỏi đây. Còn nếu không thì họ sẽ tiêu tốn hàng nghìn quân chỉ để đổi lấy một khu vực cánh đồng vô dụng về mặt tác chiến. Giờ thì chúng ta sẽ nói về một vài tin tức tổng thể. Cuộc thanh trừng trong hàng ngũ lực lượng vũ trang Liên bang Nga vẫn đang được thực hiện. Đến hôm nay chúng ta lại có tin tức cho biết vài sĩ quan cấp cao nữa đã bị bắt do liên quan đến tham nhũng. Đây đều là những cá nhân quan trọng trong Bộ Quốc phòng. Thêm nữa, Thiếu tướng và Chỉ huy Quân đoàn Vũ khí Liên hợp số 20 của quân đội Nga Sukhrab Ametov cũng đã bị bắt giữ. Lý do mà ông bị bắt, theo như một vài nguồn tin thì ông được phát hiện giống như một tên đồ tể. Ông chịu trách nhiệm cho rất nhiều thất bại ở tiền tuyến. Có một vài trận đánh, dù rằng về cơ bản đã thua nhưng ông lại không thèm đếm xỉa đến tổn thất mà chỉ tìm cách bằng mọi giá để giành lấy chiến thắng, từ đó dẫn đến quân đội Nga bị tổn thất cực kỳ nặng nề. Vậy nên hiện tại ông đã bị cách chức. Đối với Kiev, tòa án Ukraine đã bắt đầu trả tự do cho những tù nhân được tạm tha. Đây đều là những tù nhân đồng ý tham gia quân ngũ để phục vụ cho chiến sự. Thêm nữa, gần như ngày nào thì chúng ta cũng có tin tức về việc ngắt điện ở Ukraine. Hoa Kỳ hiện đã loại bỏ mọi hạn chế đối với Ukraine trong việc tấn công vào lãnh thổ của Liên bang Nga. Thế nhưng mình hiểu thì những đợt tấn công nhắm vào các nhà máy lọc dầu vừa rồi ở Liên bang Nga chỉ như những đợt tấn công thử nghiệm. Và vì chúng đem lại rất nhiều lợi ích cho Mỹ, vậy nên họ mới quyết định để tình hình này tiếp tục kéo dài để cố gắng đánh sập khả năng xuất khẩu của Nga. Đây cũng là nguồn thu chính của đất nước này. Mọi thứ đang rất phức tạp và hãy cùng tiếp tục chờ đợi những tin tức mới. Và đó là tất cả thông tin trong video này. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Chúc mọi người một ngày tốt lành.